Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những câu chuyện bị hỏi của Dương Tự Trọng Ngày 19 tháng 8, tác giả Trần Đại Phong có bài bình luận về cựu công an Dương Tự Trọng đăng trên một trang báo quốc tế tiếng Việt Tác giả cho biết Dương Tự Trọng chính là cựu đại tá, cựu phó giám đốc công an Hải Phòng cựu phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an người đã dùng quyền lực của mình để tổ chức cho anh trai là Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalize, bỏ trốn ra nước ngoài. Hình ảnh bài trên AFA tiếng Việt. Ông Dũng bị buộc tội tham nhũng và cố ý làm trái các quy định của nhà nước, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng vào thời điểm năm 2012. Ông Trọng đã sử dụng ba sĩ quan cán bộ công an dưới quyền của mình cùng hai người khác để tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn sang Campuchia, sau đó qua Singapore rồi sang Mỹ. Tuy nhiên Dương Chí Dũng đã bị truy nã quốc tế nên không được phép nhập cảnh vào Mỹ, vì thế phải quay lại Campuchia. Sau khi lẫn trốn ở Campuchia 4 tháng, Dương Chí Dũng bị công an Việt Nam phối hợp với phía Campuchia bắt giữ. Theo tác giả, Dương Tự Trọng bị bắt cùng năm với ông Dũng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lĩnh án 18 năm tù, sau đó được tòa phúc thẩm giảm án 2 năm tù. Tác giả dẫn câu chuyện Bác phố Hải Phòng 1 của nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh kể về một lần ông và nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được Dương tự trọng cho công an theo đeo súng lái xe cảnh sát hộ tống đi hát karaoke. Khi đó ông trọng đang là phó giám đốc công an Hải Phòng và được kỳ vọng sẽ trở thành giám đốc công an Hải Phòng. Chuyến đi hát karaoke này, ông Sinh và ông Thiệp, mỗi người được mời vào một phòng hát riêng với các tiếp viên là sinh viên trường nhạc và các cô được cấp trên điều đi. Theo tác giả bình luận, nữ sinh viên trường nhạc được cấp trên điều đi làm chỗ dựa tay, cái đệm thịt, gái bán dâm cho hai ông già nhà văn, nhà thơ và lụ hụ. Cấp trên là ai mà quyền lực như thế? Đến nỗi theo lời kể, cô gái lạnh lẽo và khổ sở thở dài não ruột và mặt thì lạnh như kem, còn tay thì say sưa bấm điện thoại nhắn tin, nhưng vẫn phải để mặt cho mẫu số, tức là phần dưới, cho ông già vần vò. Cấp trên là ai, mà đọc tới đây thì ai cũng hiểu là ai rồi. Hình ảnh ông Dương tự trọng khi còn là công an Hải Phòng. Để tránh bị nghi ngờ, hai cô gái chỉ xưng là sinh viên trường nhạc cho sang, chứ thật ra là gái bán dâm chuyên nghiệp. Tác giả tiếp tục dẫn câu chuyện ông sinh kể. Khi xuống thanh toán, ông Sinh thấy hành lang không một bóng người và hai người công an gác ở phòng lễ tân. Thì ra quán được lệnh đóng cửa không tiếp ai, nhân viên cũng không được bán mãn chỉ để tiếp hai ông nhà văn nhà thơ này. Chủ quán cũng không dám nhận tiền thanh toán của hai vị khách này. Ông Sinh kể trong một lần giao lưu khác với văn nghệ sĩ, ông Trọng phân công cho một cô sinh viên trường múa xinh như mộng ngồi cạnh tôi bảo phải giữ bằng được tôi ngủ lại Hải Phòng tối nay. Tác giả bình luận, quả là oai như hùm, dương tự trọng, chơi như anh, ai mà chơi cho lại. Tác giả dẫn tiếp câu chuyện Bác Phố Hải Phòng 3, kể về chuyện anh em văn nghệ sĩ ở Hà Nội vào thăm nơi dương tự trọng ở trong tù và thấy nơi này rất đầy đủ tiện nghi do trọng tự bỏ tiền túi ra xây mãn hạn tù thì sẽ sung công trọng vẫn râu hùm hàm én mày ngài như xưa Tác giả cho hay trước tòa ông Dương Tự Trọng từng khai, trong những ngày ông Dương Chí Dũng lẫn trốn, ông Trọng đã hai lần chuyển tiền tổng cộng là 34.000 USD cho ông Dũng chi tiêu. Tác giả đặt câu hỏi, ông Trọng kinh doanh buôn bán gì mà giàu thế, xài tiền dễ thế, oai oách đến nỗi xây được cả biệt thự rất đầy đủ tiện nghi ở trong tù. Và tác giả trả lời câu hỏi này lại tiếp tục thuộc loại là ai cũng biết. Vì Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, là một chức vụ không hề tầm thường. Hải Phòng, đất cảng, mảnh đất của kinh doanh, giao thương hàng hải với những triệu phú đô la xây các tòa lâu đài to lớn, nghẹo nghệnh, nổi tiếng khắp nước. Tiền của ông Trọng từ đâu ư? Như các vị quan chức đã nói rồi, tiền ở trong dân chứ đâu, tiền ở trong dân còn nhiều lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Những câu chuyện bị ổi của Dương Tự Trọng tham nhũng đã ăn ruộng cơ thể của đảng. Ngày 18 tháng 8 trên trang báo Tiếng Dân có bài Vô Nghĩa của tác giả Lê Huyền Ái Mỹ bên về tình trạng tham nhũng và những vụ đại án gần đây. Tác giả cho rằng, thật sự sau những gì nghe và thấy từ phiên tòa chuyến bài giải cứu, giờ thì đọc kết luận điều tra vụ án Việt Á, gần như nó cô đặt đến ngu mù muội mọi ý nghĩ, sự tán tận đã ở mức tận cùng. Tác giả cho biết, tác giả đã và vẫn đang tin vào một số không nhiều đảng viên cán bộ lãnh đạo nhưng sạch sẽ và tử tế mà tác giả quen biết. Nhưng qua những gì phơi bày ở các phiên tòa, bản án kết luận thì cái niềm tin nhỏ giọt ấy vẫn thế, song nó đang vọng lại ngày một rõ hơn chuông nguyện hồn cho một chính thể, một đất nước, một dân tộc. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân tác giả nhận định tham nhũng đã không còn mang tính đại diện nó tràn lan xâm lấn nó chui rút tận hang cùng để ăn vào cơ thể của đảng cầm quyền của quốc gia những kẻ nhượng chàm ấy chẳng cho thấy một biểu hiện có dấu hiệu gì cả trước đó thì sau nó cũng đừng mong đồng chí đồng đội của nó thôi hay không tiếp tục gặm nhắm đục khoét tác giả bình luận cũng đừng nghĩ thằng ăn nhiều là thằng tội trọng hẳn nhiên, hẳn nhiên trước khi ăn hạm thì nó cũng đã ăn từng miếng, từng mẫu, từng mảnh. 2 triệu đô cũng là ăn, 2 triệu đồng cũng tìm cách ăn. Rồi một ngày 2 triệu đồng cũng theo leo tới 2 triệu đô. Chúng ăn như một sở thích, thói quen và dần thành tập quán. Chúng cộng sinh lẫn nhau dưới những vỏ bọc tổ chức đảng, chính quyền cho đến đoàn thể mà chúng đại diện, lãnh đạo, tác giả nhận xét ngoài trông chờ vào một thứ đạo đức, luân lý xa xỉ từ đâu đó của ai đó, thì chẳng thấy một cơ chế hay định chế nào đủ sức kiểm soát, khống chế tham nhũng. Vì chính nó, thứ virus tham nhũng ấy đã tự tạo ra miễn dịch cộng đồng cho cả tập thể, cho từng cá thể cán bộ đảng viên mất rồi. Ít nhất là đám quan chức chuyển bài giải cứu và việc á. Tác giả cảm thán biết là trút sự phẫn nộ tức giận lên chữ như thế này thì cũng vô nghĩa cái không thể diễn tả và sâu cùng là nghêu ngao trong sự bất lực buồn mỗi ngày buồn hơn nó rệu rã mục ruỗng đến thế này rồi thì sự cứu rỗi sẽ bắt đầu từ đâu bao giờ bởi ai hình ảnh những quan chức dính chàm trong vụ việc á đôi khi đôi lần cũng cặm cụi cần mẫn làm những điều nhỏ nhặt để tự mình vá víu đáp đổi lấy niềm tin cho chính mình. Nhưng sự đốn mạc, tán tận, vô nhân, nó cứ mỗi ngày một vả vào mặt mình, phỉ nhổ lên sự cùng cực, khốn khổ, chịu đựng, lẫn sự le lói, tìm cách vươn lên của bao người. Tác giả chua xót bình luận, khi những ngày hơn hai vạn đồng bào của thành phố Sài Gòn nằm xuống, có một cái phong bì 200.000 đô la đã bị bỏ quên như một thói quen, không cần phải nhớ ở ngoài kia. Được biết vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu là hai vụ đại án xảy ra vào giai đoạn dịch Covid-19 vào giữa lúc Sài Gòn và nhiều thành phố khác của cả nước bị phong tỏa. Trong đại dịch, người dân lâm vào cảnh khốn cùng vì mất việc làm và cũng vì bị cấm không được đi làm, đồng thời cũng khốn cùng bởi các nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm bị chặn. Có bao nhiêu người già, trẻ em không có gì để ăn trong những ngày ấy có bao nhiêu người bệnh không được chăm sóc không có thuốc men trong những ngày ấy ngày ấy nơi nơi đều ngập tràn lời oán thàn nhưng với sự tán tận lương tâm giữa sự tối tâm bế tắc thi những vị đức cao vọng trọng những kẻ nắm quyền sinh quyền sát ở thời điểm ấy đã nhanh chóng nhận ra cơ hội làm giàu thế là họ đã cùng nhau sáng tạo ra đủ cách để bòn rút hút máu người dân và chính họ đã gây ra bao thảm cảnh trong những ngày ấy. Để rồi, ngày đứng trước vành móng ngựa, những kẻ hút máu người kia đột nhiên lại trở nên rất ngây thơ, rất trong sáng, rất hồn nhiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Tham nhũng đã ăn ruộng cơ thể của đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d